Okay. Để chờ cái mặt. Rồi mời cả nhà cùng dùng cơm với hai vợ chồng mình nha. Bữa nay thì ăn món canh chua nè. Canh chua cái đầu cá mình mới múc ra nè. Để nó nóng dữ lắm, cái nào nó cũng nóng hết trơn á. Còn cá kho tộ cũng sôi ầu cục nè. Đó, có những điểm mấy cái cấp mỡ rất là ngon nha. Cá kho tộ nè. Ngon vàng ươm luôn nha. Rồi, xin mời các bạn. Còn đây nữa, bữa nay mình tráng miệng với lại dừa nước. Đây mấy cái trái dừa nước ngon lắm nè. Nó vừa dẻo vừa mềm, ngon lắm. Mình dặn cái người bán đó, lấy cái dẻo mềm cho mình để ăn hết sảy luôn nha. Món dừa nước. Đây, hết. Ăn thử một miếng coi. Dẻo ngon quá. Rồi xin mời các bạn vô nhập tiệc với mình. Tiệc canh chua cá với cá kho tộ, tráng miệng dừa nước. Chào các bạn nha. Hôm nay mình ăn canh chua cá với lại cá kho tộ. Mình chuẩn bị một con cá rồi nè, làm sạch rồi, với nước me, bạc hà, cà với đậu bắp, giá, khóm. Bên đây là những cái dây, những cái rau mùi để mà cho thơm canh chua nè, rau cần nè, với lại hầm để vô cá nha. Rồi khi yêu thích cái món cá canh chua cá và cá kho tộ của mình, mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Xin mời nha. Rồi cái chảo này là nãy mình phi phổi đó, giờ mình để vô mình kho cá nha. Ướp một miếng hầm, một miếng nước mèo màu đường á. Vài miếng nước mắm. Cho miếng tương ớt thôi. Cho miếng tương ớt nó cay cay nó ngon. Với lại nó khử cái mùi mùi tanh của cá nữa nha. Hai muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt và một miếng tiêu. Rồi mình để đây cho nó thấm cái gia vị chút xíu rồi mình kho nha các bạn. Rồi mình ướp nó thấm rồi nè, giờ mình bắt lên nha. Rồi cá mình chín rồi, giờ mình sang qua cái ơ được lắc rồi mình ăn, mình để vô ơ nó nóng nha. Bây giờ miếng chất mỡ vô cho nó ngon nha. Chất mỡ mới thấm mà ăn giòn dữ lắm đây. Rồi cá kho mình đã chín rồi, mời các bạn cùng thưởng thức với hai vợ chồng mình nha. Bên đây là mình nấu nồi canh chua nha. Mình có một chén me nè, chén nước cốt me. Trước tiên mình để cái khóm cho nó ngọt cái nước nha các bạn. Mình đem ở đây ba muỗng cà phê đường, dặn tí xíu bột ngọt nha, 1/4. Đây một giá nước mắm. Mình đem như vậy nè, bắt đầu mình thử lại coi có vừa miệng chưa. Nếu vừa thì thôi, còn không vừa mình đem thêm nữa nha. Cá này mình đã luộc rồi nè,
luộc sơ qua rồi mình mới co, mới nấu canh chua. Thì mình bỏ nó vô cho nó thấm cái chất chua chua của me, ngọt ngọt của đường. Rồi mình để bạc hà vô, nó sôi rồi. Kế tiếp là đậu bắp nha. Rồi sau nữa là cà. Rồi những món này cũng sắp chín rồi đó. Giờ mình để giá vô. Giá mình phải để sau cùng nha. Miếng rau cần cho nó thơm, canh chua là phải có rau cần nha các bạn. Cuối cùng là mình cho một miếng ngò gai với lại ngò ôm đó. Dài dài lắc ớt cho nó trang trí cho nó đẹp. Ớt này mình bỏ ruột rồi, tại hai vợ chồng mình không ăn ớt, không ăn cay được nha. Và lần sau nữa là mình để tỏi phi đó. Rồi canh chua của mình mà nó thơm ngào ngạt luôn, rất là ngon nha. Xin mời các bạn dùng cơm canh chua với cá kho tẩu vợ chồng mình. Đây cái đầu cá chà bá hấp dẫn luôn. Đầu tiên là kiếm cái này trước đó, mình chấm béo. Chấm trong cái béo ăn tép mỡ thêm cải lâu 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 ăn một bữa nóng nóng nha. Ngon gì đâu đó. Ủa nó ngon quá. Công nhận ngon đã, quá nha. Đã chấm vô cái nước mới ngon đó. Các bạn miếng cá nha. Công nhận nha. Ngon quá. Cá ăn đi. Thổi nè, cá nóng. Tóp mỡ nè. Cho ọc ọc đó. Công nhận nó giòn ha, mới làm mới thắng liền nó mới giòn ngon ha. Mới thắng nó mới giòn. Các bạn làm theo mình đi nha, mình nêm cái vị này rất là ngon luôn. Bảo đảm ngon nha các bạn. Ngon quá. Giờ mình ăn cái canh chua bạc hà. Công nhận ngon thiệt. Nóng quá. Em quên nói anh nữa, mới bắt trên lò xuống. Mới bắt trên lò xuống mà ăn. Bởi vì em néo em ăn bên cá. Cá nó cũng sôi ngục nhưng mà đỡ hơn. Cái đầu cá hơn ba cái bạc hà để trong cái nồi nước. Đó, xin mời các bạn nha. Ngon quá ngon. Chấm với nước mắm. Cá cơm, chiên su. Quá trời ngon, canh chua. Mà với cá kho tộ nữa, còn thêm tóp mỡ nữa. Rồi, nhất là nãy giờ mình ăn cái bụng. Nói chừng 10 người ăn thôi, chứ nấu nhiều mà nấu được. Mà hai đứa bạn nó giỏi lắm. Bây giờ tôi thưởng thức cái món. Ăn hết rồi các bạn ơi. Vừa nước. Cái này cũng đặc sản của miền Tây luôn đó các bạn. Rồi, xin mời các bạn ăn vừa nước với mình. Cây quá, hút miếng nước ngọt ngọt cho nó hết cây. Cái dẻo ngon quá hả? Dừa này dẻo quá ha. Nước nó ngon.
nếu mà thơm thì đâu quá. Này một ký 60.000 cũng rẻ ha, mua nửa ký ở 3 ly. Dạ. Buổi ăn mình xong rồi nha các bạn. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ cho kênh của cô Mai. Rồi xin chào tạm biệt.